Mở đèn lên. Mở đèn. Hey Google. Turn on parents' room lights. Bà kêu tao mình quay tao mà không biết. Chưa hết 10 điểm. Mọi chị hai bữa nay cháu học nói ba nghe cái gì đây nãy giờ mẹ nói gì mẹ quà mẹ nói gì mẹ nói đi. Ủa mẹ nói gì con nói lại với mặt thì mẹ nói ngồi ghế ăn qua mẹ nói đi mẹ tôi biết mẹ nói gì con nói đi chân mới ok mẹ tự nói thì nãy mẹ nói giống gì đây nói cho bên ba nghe đi. Không nói được rồi, ngày mai nghỉ học chuyện bình thường. Ủa thì đi mẹ qua hỏi. Ừ vậy bây giờ con muốn nghỉ học thì cho nghỉ học chuyện bình thường. Nãy mày nói gì đó, nhớ nói lại coi. Con nói sao? con muốn được gì thì con tự nói. Muốn gì? Muốn nghỉ học là hay là đi học tiếp? Muốn đi học tiếp. Rồi nói, đi học tiếp thì gì? Đi học tiếp thì phải theo yêu cầu của ba. Không trang điểm. Xong rồi. Sơn môi. Không móng tay móng chân. Không quần cục. Không váy. Tùy bữa. Không. Không có tùy bữa. Quần dài. Các thứ. Như một sinh viên. Không có tùy bữa nào ở đây hết trơn. Không tham gia hội hè các thứ gì hết trơn. Chỉ yêu cầu học. Ba nuôi giờ là chỉ học thì là học thôi. Còn không là nghỉ học. Chấp nhận thì ok. Không ép gì hết. Ba không ép gì hết trơn. Ba không la một tiếng luôn. Tại vì ba mẹ làm việc kiếm tiền nuôi con, chiều chuộng các thứ, mà con làm cho ba mẹ thất vọng, cho con đầy đủ hết, không cấm cản gì hết, muốn tham gia gì tham gia, muốn trang điểm trang điểm, muốn đi chơi xin ba cho đi chơi, miễn sao học đàng hoàng, mà con làm sai con cúp học. Ba nghi ngờ từ hồi bữa tới giờ luôn. Không phải lần đầu đâu. Sao vậy? Tại là ba của con mà, ba có giác quan, ba có kinh nghiệm. Chứ không phải ba em con đâu. Ba đẻ con ra mà, chứ đâu phải ba em con. Bây giờ một, ba cho con hai lựa chọn. Đi học thì phải làm theo lời ba. Còn nếu không làm theo lời ba thì nghỉ học. Rất là đơn giản, không ép gì hết. Nghỉ học là cuộc đời con. Năm nay con 19. Ba cho con sống tới 80 tuổi á. Cho tròn thành 20 luôn đi. 80 tuổi 60 năm sau con chỉ là công nhân các thứ. Con làm thuê làm mướn. Con không có bằng cấp gì chứ. Tại vì ba mẹ con đâu có sống tới mà 80 tuổi của con đâu. Ba mẹ nay là bốn mấy năm chục rồi. Chừng mười mấy hai mươi mấy mươi năm nữa là chết queo hết rồi. Thì cuộc đời của con tiếp theo sẽ là chuyện của con. Ba mẹ không có lo được nữa. Con muốn gì thì giờ con tự quyết định. Ba mẹ lo từ ly từ tí cho con từ nhỏ tới lớn. Ăn học, lên đại học. Mà con làm như vậy. Giờ một là theo yêu cầu của ba, hai là nghỉ học, vậy thôi. Rất là đơn giản, không ép, không la, không nói gì hết.
con tự quyết định luôn, hiện tại thời điểm này luôn. Con nói con nghỉ học là bà ok liền. Con nói đi học thì theo lời yêu cầu, theo những yêu cầu của bà. Học cho ra học, một sinh viên, học hành đàng hoàng, lấy kết quả học tập, hoàn thành chuyện học. Chứ không phải là mình đi chơi, mình làm đẹp, mình làm diễn viên, mình làm đồ người nổi tiếng đâu có đâu. Ba không chấp nhận. Từ giờ phút này ba không chấp nhận nữa. Tại vì con, ba hồi xưa, từ trước giờ ba chấp nhận để con, ba chiều con thôi. Còn bây giờ là hết chiều. Một là đi học, hai là nghỉ học, vậy thôi. Theo yêu cầu của ba, con hết lựa chọn này, con chọn đi. Có hai lựa chọn thôi. Học là đi học, có định vị xe, có định vị điện thoại, rồi ba sắm thêm một cái định vị thứ ba nữa. Nói chung là tất cả đều ba nắm trong tay hết. Con làm sai một cái nữa, ví dụ như chỉ cần sai một lần nữa là ba cho nghỉ học liền. Rất là đơn giản với ba, đây đâu phải cuộc đời của ba đâu. Ba quyết định rất lẹ. Cuộc đời của con. Ba lo cho con, mẹ lo cho con, mà con không học thì ba quyết định rất lẹ, không lo nữa. Rất là đơn giản. Còn nếu học đàng hoàng thì ba mẹ sẽ lo tới nơi tới chỗ, học hành các thứ, có bằng cấp, ra đời làm việc, có tương lai, có tiền, có bạc, có gia đình, có cuộc sống. Con sống 60 năm nữa hạnh phúc các thứ, còn không thì con ba cho nghỉ học. Thì 60 năm sau con chỉ ở từng lớp thấp của xã hội, con không có bằng cấp, con làm công nhân, con kiếm tiền ít, cuộc sống con sẽ khổ. Mà ba mẹ cũng đâu có theo để lo cho con đâu. Ba mẹ già chết queo hết rồi, 10 năm, 20 năm nữa là chết ngắt hết rồi. Rồi, quyết định đi, trả lời hiện tại luôn, tức thì luôn. Đi học làm theo ý ba, đi học thì phải làm theo ý ba hiện tại luôn. Còn không, con không thích, nói con nghỉ là ba cho nghỉ liền. Con thích làm thứ ba, con muốn nghỉ học, ok, cho nghỉ liền. Ngày mai ba không lo gì hết nữa, kể như là con ở nhà, muốn làm gì làm, ba nuôi cơm cho con thôi. Mẹ tính gì đó, mẹ kêu con đi làm gì đó mà ba không biết. Còn hai đứa em con, ba lo ăn học các thứ tới tính tiếp. Làm gì đi làm mướn ta, đi nước, đi làm gì, đi bán cà phê, bưng bê các thứ hay là gì đó, cuộc đời nó sẽ sang trang. Đấy, kết thúc chuyện đời sinh viên liền tức khắc. Ba là hồi nãy ba quyết định là cho nghỉ học rồi đó. Tại vì ba đã từng nói rồi, nói hổm rài rồi, ba nghi ngờ lắm, học hành không thấy. Bây giờ cuối năm nay là chưa kết thúc câu chuyện đâu. Tại vì ba rất là kinh nghiệm. Câu chuyện này nó chưa có phải là kết thúc ở đây đâu. Nếu mà con đi học nữa, ba sẽ hỏi là kết quả học tập con hổm rày như thế nào các thứ, con cúp tiết như thế nào, con cúp nghỉ học như thế nào, hổm rày con học ra sao. Nó sẽ lòi ra tùm lum luôn. Ba biết chắc luôn. Ba nói thiệt. Trời ơi, ba là ba của con, không phải là em của con đâu. Giờ chỉ con yêu quyết định một là cuộc đời con là hiện tại là giai đoạn là cái giờ phút này nè. Quyết định đi. Ba cho phép con quyết định cuộc đời con á. Thích thì nghỉ,
không thích, thích thì đi học, không thích thì nghỉ, vậy thôi. Không ép, ép nó mệt lắm, không ép gì hết. Ba lo một năm một trăm mấy triệu hơn nữa, ba mẹ lo, đó là tiền đóng thôi, còn tiền ăn xài các thứ, rất là đơn giản. Nếu mà con nghỉ học ba mẹ khỏe hơn nhiều, ở nhà, rồi cuộc đời con 60 năm sau là con tự quyết định. Còn là nếu mà trả lời mà đi học á ha, là theo yêu cầu của ba, không trang điểm, không phấn son, không quần áo, mặc đồ dài các thứ, ba nói rõ nha, không lỗi lầm, không cúp học, không đi chơi, muốn đi chơi phải xin. Tự suy nghĩ đi, không ép, không ép, nói rõ cho con hiểu thôi chứ không ép. Con trả lời cái con nghỉ học, ba cho nghỉ liền, mai không lo gì hết, muốn đi học theo lời của ba luôn. Giờ chỉ có hai quyết định thôi, hai lựa chọn thôi, trả lời đi. Cho con một phút tụi mày đếm đi, cho chị hai suy nghĩ. Nghỉ học là cho nghỉ liền, tại vì chán lắm rồi. Ngồi cho con tới lúc này rồi, từ sanh con ra mà lo cho tới năm thứ hai đại học, mà nửa năm mà gần hết năm đại học. Còn tới 2 năm rưỡi nữa, dài lắm. Ừ, ba hồi bữa ba có nói mà. Rồi không biết là 2 năm rưỡi này như thế nào á, năn nỉ con đi học đàng hoàng cho ba. Suy nghĩ đi. Con cho con không đi học là kết thúc cuộc đời sinh viên con tức thì liền, con đi học thì tiếp tục theo lời cậu của bạn phúc rồi đó. Chưa, trời ơi, suy nghĩ đi. Không ép, không ép, không gì hết. Trai lớn rồi, 19 tuổi rồi, nói được làm được nha. Không ép. Mày đi lâu vậy? Ba rồi. Không ép. Hả? Rồi. Phúc chưa? Rồi. Trả lời đi, học hay không học? Đi học hay không học? Nói được là làm được. Nghỉ học. Vậy đi học. Đi học. Đi học làm theo lời của ba y chang như nãy giờ ba nói. Rồi, về bà, mai sáng ba kêu về đi học. Y chang. Rồi. Ba cho. 19 tuổi mà sáng kêu tự vậy, tự không được đâu. Rồi tại cưng quá rồi, cưng quá rồi. Rồi đi học y chang là ba nói, từ đây về sau cho tới kết thúc đại học, xong đại học rồi về ba ngủ đi, đi học rồi quyết định sáng suốt. Rồi về bển, rồi phơi về bển luôn, quyết định sáng suốt. Rồi. Không phơi nha. Thấy gì hai chưa? Mốt rồi con né giùm cái nha. Mà mệt lắm.